giáo pháp lễ tăng chúng. Thân chào quý cô, quý bà, tu nữ và quý Phật tử. Kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, bài kinh hôm nay cũng không có gì khó hiểu. Chỉ là thuật lại một cái buổi cúng dường thí chủ là thợ mộc Bành Chất Căn Gác. Thợ mộc Bành Chất Căn Gác là một người thợ của vua Vasenadi. Ông có lòng tin nơi Phật pháp, cho nên thường thỉnh chư tăng đến nhà cúng dường. Thì sau khi chư tăng thọ thực xong, ông hỏi tôn giả anh Đồ Đức Thà về cái pháp mà xem tưởng chừng là giống nhau nhưng mà khác nhau, vô lượng tâm giải thoát và đại hành tâm giải thoát. Khi mà ngài Anuruddha giải thích xong thì một vị tôn giả đi theo trong cái buổi trai tăng thì vị ấy hỏi tôn giả, tức là tôn giả Aphiya Kacchana, hỏi tôn giả Anuruddha về những cái câu hỏi riêng. Ở đây chúng ta có hai phần. Một cái câu hỏi chung là thí chủ cái tăng hỏi tôn giả Anuruddha, sau đó tôn giả Aphiya Kacchana nhân tiện hỏi câu hỏi riêng của mình về vấn đề chư thiên phạm thiên. Và tôn giả Anuruddha ngài đã trả lời một cách rất là tự tại, khiến cho tôn giả Aphiya Kacchana mới nói rằng thật là hy hữu. Khi tôn giả được hỏi, tôn giả không nói tôi không nghe Đức Thế Tôn thuyết như vậy, ông nói như vậy, mà tôn giả trả lời trực tiếp giống như là tôn giả đã từng nói chuyện với các vị chư thiên vậy. Thì tôn giả Anuruddha xác nhận là có như thế. Và chúng ta cũng biết rằng tôn giả Anuruddha là một bậc đệ nhất về thiên nhãn Dipachakhu, cho nên cái chuyện mà gặp gỡ các vị chư thiên, cái chuyện đó không phải là vấn đề khó khăn đối với ngài. Cái điều quan trọng trong bài kinh này là chúng ta nói về hai vấn đề tâm giải thoát và đại hành tâm giải thoát. Rồi đến cái câu hỏi của ngài Aphiya Kacchana thì ngài Anuruddha là mới trả lời để cho thấy rằng
hễ cái thiền tâm sai khác thì cái sanh hữu nó phải sai khác, chứ không phải vị nào đắc thiền sanh khỏi phạm thiên hào quang cũng giống nhau đâu. Và ngài có đưa ra nhiều cái thí dụ. Thường thì trong lúc mà dẫn nhập, chúng tôi ít có dẫn nhập kỹ lưỡng như thế này, nhưng mà theo sự yêu cầu của Thượng tọa Tuệ Quyền trước đây cho đến bây giờ, hãy ngày nào mà Thượng tọa giảng bài thì chúng tôi dẫn nhập hơi kỹ lưỡng một chút để Thượng tọa có thể nắm được. Bây giờ thì xin mời Phật tử MC đọc cho chánh kinh của bài học, rồi sau đó xin cung thỉnh Thượng tọa Tuệ Quyền thuyết giảng rộng rãi ý nghĩa bài học này cho thính chúng được lợi lạc. Nam mô Bụt Thầy. Nam mô Bụt Thầy, chúng con kính tri ân Thượng tọa Tuệ Siêu đã dẫn nhập bài học hôm nay. Dạ, bây giờ thì con xin đọc chánh kinh. Hôm nay ngày thứ ba, 19 tháng 5 năm 2020, Phật lịch 2564. Kinh Analuk sẽ do Thượng tọa Tuệ Siêu thuyết trình. Dạ. Tôn giả xin lỗi quý vị. Anuru đã là một bậc đại đệ tử Phật, được xác thực là đệ nhất về thiên nhãn. Bản sao căn ra là một công trình sư xây cất của vua Vasanari. Một lần Banka Kangya thỉnh bốn vị tỳ kheo dẫn đầu là tôn giả Anuruddha về trai tăng. Trong dịp này, một câu hỏi được nêu lên về sự khác biệt giữa tâm thiền biến mạng và thiền vô định tâm, vô lượng tâm. Những câu trả lời làm mọi người thỏa mãn. Phát lên đi Phong Lan, tôi đợi đó. Không làng té rồi hả? 1110 nghe dường như giống kỳ, thật rất khác. Người tu tập tứ vô lượng tâm, từ bi hỷ xả, lấy vô lượng chúng sanh làm đối tượng, có khác biệt với người tu tập thắng xứ. Tu tập thắng xứ Kasina từ một điểm biến mảng rộng lớn. Như vậy, tôi nghe một thời Thế Tôn ở Saravati tại Jetavan Vana tịnh xá, chỗ tịnh xá của ông Anabidika, rồi thở mộc Bankakangya bảo một người mong rằng tôn giả Anuruddha cùng ba vị nữa ngày mai nhận lời dùng bữa ăn với thợ mộc Bankakangya. Mong rằng tôn giả Anuruddha đến thật sớm, vì thợ mộc Bankakangya có nhiều công việc, có nhiều bổn phận phải làm đối với vua.
Thưa vâng, tôn giả, người ấy vâng đáp thợ mộc bằng ca căn gia đi đến Thế Tôn Aruruddha. Sau khi đến đảnh lễ, tôn giả Aruruddha ngồi xuống một bên. Người ấy thưa tôn giả Aruruddha, thợ mộc bằng ca căn gia cúi đầu đảnh lễ tôn giả Aruruddha và thưa như sau: Thưa tôn giả, mong rằng tôn giả Aruruddha với ba vị nữa ngày mai đến dùng bữa ăn với thợ mộc bằng ca căn gia. Thưa tôn giả, mong rằng tôn giả Aruruddha đến thật sớm vì thợ mộc bằng ca căn gia có nhiều công việc, có nhiều bổn phận phải làm đối với vua. Tôn giả Aruruddha im lặng nhận lời. Rồi tôn giả Aruruddha sau khi đêm ấy đã mãn, vào buổi sáng đắp y cầm y bát đến trú xứ thợ mộc bằng ca căn gia. Sau khi đến liền ngồi xuống, ngồi trên chỗ đã soạn sẵn. Rồi thợ mộc bằng ca căn gia tự tay mời mộc và làm cho thỏa mãn tôn giả Aruruddha với các món ăn thượng vị loại cứng và loại mềm. Và sau khi tôn giả Aruruddha đã ăn xong, đã cất tay khỏi bình bát, thợ mộc bằng ca căn gia lấy một ghế thấp rồi ngồi xuống một bên. Thợ mộc bằng ca căn gia thưa cùng tôn giả Aruruddha: Ở đây, thưa tôn giả, các trưởng lão tỳ kheo đến và nói như sau: Này tôn giả, hãy tu tập vô lượng tâm giải thoát. Có một vị trưởng lão nói như sau: Này gia chủ, hãy tu tập đại hành tâm giải thoát. Thưa tôn giả, vô lượng tâm giải thoát và đại hành tâm giải thoát, các pháp này vừa khác nghĩa khác văn, hay đồng nghĩa chỉ khác biệt về văn. Này gia chủ, hãy nói lên những điều gì ông nghĩ về vấn đề này. Nhờ vậy, vấn đề này sẽ trở thành xác thật cho ông. Thưa tôn giả, con nghĩ như sau: Vô lượng tâm giải thoát và đại hành tâm giải thoát, các pháp ấy đồng nghĩa nhưng khác văn. Này tôn giả, vô lượng tâm giải thoát và đại hành tâm giải thoát, những pháp này vừa khác nghĩa vừa khác văn. Do vậy, này cư sĩ, đây cần phải hiểu đúng với pháp môn, nghĩa là các pháp này vừa khác nghĩa vừa khác văn. Và này cư sĩ, thế nào là vô lượng tâm giải thoát? Ở đây này cư sĩ, tỳ kheo an trú biến mạng một phương với tâm cầu hữu với từ, cũng vậy phương thứ hai, cũng vậy phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư, như vậy cùng khắp thế giới, trên dưới bề ngang hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới, vị ấy an trú biến mạng với tâm cầu hữu với từ quảng động, quảng đại vô biên, không hận không sân, với tâm hữu với từ bi, với tâm hữu thị an trú biến mất một phương, với tâm câu hữu với xã quảng đại vô biên, không hận không sân. Như vậy này cư sĩ, được gọi là vô lượng tâm giải thoát. Này cư sĩ, thế nào là đại hành tâm giải thoát? Ở đây này cư sĩ, tỳ kheo cho đến một gốc cây an trú biến mãn và thấm nhuần lớn đến như vậy. Như vậy này cư sĩ, được gọi là đại hành tâm giải thoát. Ở đây này cư sĩ, tỳ kheo cho đến hai ba gốc cây an trú biến mãn và thấm nhuần lớn đến như vậy. Như vậy này cư sĩ, được gọi là đại hành tâm giải thoát. Ở đây này cư sĩ, tỳ kheo cho đến một ruộng làng an trú biến mãn và thấm nhuần đến như vậy trong khi tu thiền. Như vậy này cư sĩ, được gọi là đại hành tâm giải thoát. Ở đây này cư sĩ, tỳ kheo cho đến hai ba ruộng làng an trú biến mạng và thấm nhuần
cho đến như vậy, trong khi tu thiền như như vậy này, cư sĩ được gọi là đại hành tâm giải thoát. Ở đây này, cư sĩ tỳ kheo cho đến một đại vương quốc an trú viên mãn và thâm nhuần lớn cho đến như vậy, trong khi tu thiền như vậy này, cư sĩ được gọi là đại hành tâm giải thoát. Ở đây này, cư sĩ tỳ kheo cho đến hai ba đại vương quốc an trú viên mãn và thâm nhuần lớn cho đến như vậy. Như vậy này, cư sĩ được gọi là đại hành tâm giải thoát. Do vậy này, cư sĩ đây cần phải hiểu đúng với pháp này, nghĩa là các pháp này vừa khác nghĩa vừa khác văn. 1111 tâm thiền sai biệt, sanh hữu sai biệt. Có khi thiền chứng đồng đẳng nhưng khác, nhưng khả năng biến mạng sai biệt, nên cảnh giới tái sanh cũng không tương đồng. Này cư sĩ, có bốn hữu sanh này, bốn sự sanh khởi cho một đời sống. Thế nào là bốn? Ở đây này cư sĩ, có người với hào quang hạn lượng an trú viên mãn và thâm nhuần, vị ấy khi thân hoại mạng chung được sanh động trú với chư thiều quang thiên. Ở đây này cư sĩ, có người với hào quang vô lượng an trú biến mạng và thấm nhuận, vị ấy sau khi thân hoại mạng chung được sanh cộng trú với chư vô lượng quang thiên. Ở đây này cư sĩ, có người với hào quang tạp nhiễm an trú biến mãn thấm nhuần, vị ấy sau khi thân ngoại mạng chung được sanh cộng trú với tạp nhiễm quang thiên. Ở đây này cư sĩ, có người với hào quang thanh tịnh an trú biến mãn và thấm nhuần, vị ấy sau khi thân ngoại mạng chung được sanh cộng trú với chư biến tịnh quang thiên. Này cư sĩ, có bốn loại hữu sanh này. Quý vị đợi chút nha. Phong Lan bị cái gì rồi? Có thời này cư sĩ, chư thiên kia tập hợp tại một chỗ. Khi các vị này tập hợp tại một chỗ, có thấy sự sai biệt về màu sắc, không thấy có sự sai biệt về hào quang. Ví như này cư sĩ, có người cầm nhiều cây đèn đi vào trong một nhà. Khi đèn dầu ấy được đem vào trong nhà, thấy có sự sai khác về ngọn lửa, nhưng không thấy có sự sai khác về ánh sáng. Cũng vậy này cư sĩ, có thời chư thiên kia tập hợp tại một chỗ như... Khi các vị này tập hợp tại một chỗ, có thấy sự sai biệt về màu sắc, không có thấy sự sai biệt về hào quang. Có thời này cư sĩ, có người đem nhiều cây đèn dầu ra khỏi ngôi nhà ấy. Khi các cây đèn dầu ấy được đem ra khỏi ngôi nhà ấy, có thấy sự sai biệt về màu sắc và cũng có thấy sự sai biệt về ánh sáng. Cũng vậy này cư sĩ, có thời chư thiên ấy đi ra khỏi chỗ kia. Khi chư thiên ấy đi ra khỏi từ chỗ kia, có thấy sự sai biệt về màu sắc và cũng có thấy sự sai biệt về hào quang. Này cư sĩ, chư thiên ấy không có nghĩ đi có đây là thường còn thường trú, thường hằng cho chúng tôi những chỗ ấy. Chư thiên ấy an trú tại chỗ ấy, chư thiên ấy sống trong thoải mái. Ví như này cư sĩ, khi các con mồi bị mang đi trong đòn gánh hay trong cái giỏ, chúng nó không có nghĩ đây là sự thường còn thường trú hay thường hằng cho chúng tôi. Nhưng chỗ nào các con mồi kia an trú tại chỗ ấy, các con ruồi ấy sống trong thoải mái. Cũng vậy
Này cư sĩ, chư thiên ấy không không có nghĩ đây là thường còn, thường trú hay thường hằng cho chúng tôi. Nhưng chỗ nào chư thiên ấy an trú, tại chỗ ấy chư thiên kia sống trong thoải mái. Từ câu hỏi chung đến câu hỏi riêng tư, 1102. Từ câu hỏi chung đến câu hỏi riêng tư, một trong ba tỳ kheo đi chung với tôn giả Anuruddha là tỳ kheo Abhikakana đã nêu lên những câu hỏi về pháp y cứ trên những gì được giảng giải. Sau đó đã hỏi một câu về sự tiếp xúc trực tiếp của tôn giả Anuruddha với các phạm thiên. Câu này có liên quan đến giới lược để sự tuyên bố đắc pháp. Thượng nhân tôn giả Anuruddha đã trả lời với cách thận trọng. Khi được nghe nói vậy, tôn giả Abhikakana: thưa tôn giả Anuruddha, tốt lành thay tôn giả Anna ở đây, tôi có câu này cần phải hỏi thêm. Thưa tôn giả, chư thiên có hào quang, tất cả đều có hào quang có hạn lượng, hay là ở đây có một số chư thiên có hào quang vô lượng? Này tôn giả Akana, tùy theo trường hợp, ở đây có một số chư thiên có hào quang có hạn lượng, nhưng ở đây cũng có một số chư thiên có hào quang vô lượng. Thưa tôn giả Anuruddha, do nhân gì, duyên gì dầu cho chư thiên ấy được sanh khởi trong một thiên chúng, lại có một số chư thiên có hào quang hạn lượng và có một số chư thiên khác có hào quang vô lượng? Này tôn giả Agana, ở đây ta hỏi hiền giả. Này hiền giả khâm nhẫn, hiền giả sẽ trả lời. Này hiền giả Kaganda, hiền giả nghĩ thế nào tùy kheo cho đến một an trú biến mất và thấm nhuần cho đến như vậy, và tỳ kheo cho đến hai ba gốc cây an trú biến mạng và thấm nhuần lớn như vậy? Thưa tôn giả, thưa tôn giả tỳ kheo, cho đến một đại vương quốc an trú biến mạng và thấm nhuần lớn cho đến như vậy, trong hai sự tu tập tâm ấy, sự tu tập tâm ấy, sự tu tập tâm này rộng lớn, này hiền giả Kankana, tỳ kheo cho đến một đại vương an trú biến mạng và thấm nhuần lớn cho đến như vậy, và tỳ kheo cho đến hai ba vương quốc an trú biến mạng thấm nhuần lớn cho đến như vậy, trong hai tu tập tâm, tập tâm ấy, sự tu tập tâm nào rộng lớn? Thưa tôn giả Anuruddha, tỳ kheo cho đến hai ba vương quốc an trú biến mạng và thấm nhuần rộng lớn cho đến như vậy, trong hai sự tu tập tâm, sự tu tập tâm này rộng lớn hơn? Này hiền giả Kankana, nghĩ thế nào tỳ kheo cho đến hai ba đại vương quốc an trú biến mạng và thấm nhuần lớn đến như vậy, và tỳ kheo cho đến giải tận thưa tôn giả tỳ kheo, cho đến giải tận hải biên an trú biến mạng và thấm nhuần lớn như vậy, trong hai sự tu tập tâm ấy, sự tu tập này rộng lớn hơn? Này hiền giả Kakana, do nhân này, do duyên này, giữa các chư thiên ấy được sanh khởi trong thiên chúng,
có một chư thiên có hào quang, có hạn lượng, nhưng có một số chư thiên có hào quang vô lượng. Lành thay tôn giả Anuruddha, tôi có một câu cần phải hỏi thêm thưa tôn giả về hào quang chư thiên. Có phải tất cả hào quang là tạp nhiễm hay có một số chư thiên có hào quang thanh tịnh? Tùy trường hợp này hiền giả Ca Khăn Na, ở đây có một số chư thiên có hào quang, đây cũng có một số chư thiên có hào quang thanh tịnh. Thưa quý vị, đợi chút xíu nha, còn chút xíu nữa mà không biết. Thưa tôn giả Anuruddha, do nhân gì, do duyên gì trong chư thiên ấy được sanh khởi trong một thiên chúng? Có một số hào quang tạp nhiễm, nhưng có một số chư thiên có hào quang tịnh. Niền giả Ca Khăn Na, ta sẽ cho hiền giả một ví dụ. Nhờ ví dụ ở đây, người có trí hiểu được ý nghĩa của lời nói. Ví như hiền giả Ca Khăn Na, một cây đèn đang cháy, với dầu không được sạch sẽ, với tim đèn cũng không được sạch sẽ. Ví dầu không được sạch sẽ, và cũng vì tim đèn không được sạch sẽ nên cây đèn cháy rất lu mờ. Cũng vậy này hiền giả Ca Khăn Na, ở đây tỳ kheo ăn trú biến mãn với biến mãn và thấm nhuần với quan tập thân dâm hạnh của vị ấy không được khéo chấm dứt, hôn trầm thủy miên không được khéo đoạn trừ, trạo cử hối quả không được khéo nhiếp phục, vì không được khéo chấm dứt thân dâm hạnh, vì không khéo đoạn trừ hôn trầm thủy miên, vì không khéo nhiếp phục trạo cử hối quá, nên vị ấy được cháy lên một cách lu mờ. Vị ấy sau khi thân hoại mạng chung được sanh cộng trú với chư thiên có hào quang tạp nhiễm. Ví như này hiện giả Na, một ngọn đèn dầu được đốt cháy với dầu sạch sẽ, với tim đèn cũng được sạch sẽ, do dầu được sạch sẽ và cũng do tim đèn được sạch sẽ nên cây đèn ấy được cháy không có mù mờ. Vì không khéo nhiếp phục trạo cử hối quá nên vị ấy được cháy lên một lu mờ. Vị ấy suy thân hoại mạng chung được sanh cộng trú với chư thiên có hào quang tạp nhiễm. Ví như này hiền giả Nên một ngọn đèn dầu được đốt cháy với dầu sạch, với tim đèn cũng sạch sẽ, do dầu được sạch và cũng do tim đèn được sạch sẽ nên cây đèn ấy được cháy không mù mờ. Cũng vậy này hiền giả ở đây đây tỳ kheo trú biến mãn và thấm nhuần với hào quang thanh tịnh, thân dâm hạnh của vị ấy cũng khéo chấm dứt, hôn trầm thủy miên được khéo đoạn trừ, trạo cử hối quá do nhiếp phục, do tâm dâm hạnh được khéo chấm dứt, do hôn trầm thủy miên được khéo đoạn trừ, do trạo cử hối quá được khéo nhiếp phục, vị ấy được trái lên không có mù mờ. Sau khi thân hoại mạng chung, vị ấy được sanh cộng trú với chư thiên có hào quang thanh tịnh. Này hiền giả, do nhân này, do duyên này, giữa chư thiên ấy sanh khởi cùng trong một thiên chúng. Có một số chư thiên có hào quang tạp nhiễm, nhưng có một số chư thiên có hào quang thanh tịnh. Khi được nghe như vậy, tôn giả thưa với tôn giả Anuruddha, thật lành thay tôn giả Anuruddha. Thưa tôn giả Anuruddha, không có nói như sau. Như vậy tôi nghe hai sự việc đúng như vậy. Trái lại tôn giả Anuruddha,
Chị nói chư thiên này là như vậy và chư thiên kia là như vậy, thưa tôn giả, tôi nghĩ như sau. Tôn giả Anuruddha chắc chắn đã sống từ trước, đã đàm thoại từ trước, đã đàm luận từ trước với chư thiên ấy. Này hiền giả Kakana, lời nói của hiền giả đến gần như thử thách tôi phải tuyên bố, nhưng tôi đã trả lời cho hiền giả. Này hiền giả Kakana, từ lâu tôi đã sống từ trước, đã đàm thoại từ trước, đã đàm thoại từ trước với chư thiên. Khi nghe nói như vậy, tôn giả Abhidhamma Kakana nói với thợ mộc băng Kakanya, thật lợi ích thay cho ông. Này cư sĩ, rằng ông đã đoạn trừ được điều nghi ngờ từ trước và cũng dịp này được nghe pháp môn này. Dạ thưa bài chánh kinh đến đây đã chấm dứt. Chúng con xin kính cung thỉnh thượng tọa tỳ kheo thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Gia. Tha giá, quý vị nghe chúng tôi được không ạ? Dạ cảm ơn quý vị. Chúng con kính lễ đến Đức Phật, đến Giáo Pháp và chúng tăng kính lễ đến Sư Phụ Từ Xưa, Thần Tôn Nhất Đẳng, Thần Tôn Pháp Tăng, Thần Tôn Hành, Đệ Đức Tuệ Tri, Sư Nguyên Thông cùng Sư Tăng đang hiện diện các quý phụ nữ cùng Sư Phật giảng sinh đầu vào thời gian. Arahang Samma Samputo Phakawa Putang Phakawan Tăng Apiwa Demiso Kato Phakawata Thamu Thamang Nama Sami Sukhatipano Phakawato Sawaka Sangko Sangkak Nama Mi. Thị tử xin nghiệm tình thân ý tán dương thần Đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Quý nhà quê lực Tam Bảo hành do hồn định chứa tục Đức Tăng quý tu ngữ chứa Phật tử chúng tôi hàng lại trong chân pháp. Nam mô Bụt Tha Gia. Kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay chúng ta học cái bài kinh Anuruddha Analog. Thì cái nội dung kinh nói đến cái ngài Anuruddha, nói đến ngài Anuruddha là một vị đệ nhất về thiên nhãn trong mà chúng tôi gọi là thập đại đệ tử đó, là ngài đứng một trong những ngàn thập đại đệ tử. Có thể nói rằng là vị ngài Anuruddha cũng là vị cuối cùng là theo dõi những giây phút cuối cùng mà đầu sư rồi xả bóc thân này đã ngày thể nhập vào Niết Bàn. Thì cũng chính ngài Anuruddha trong cấp độ thì ngài Anuruddha không còn kiểm soát được, tức là vượt ngoài cái khả năng được. Khi mà Đức Phật ngài xả thiền, nhập thiền và xả thiền tiếp theo, tức là rồi cuối cùng thì, đây, khi mà nhập vào cái cảnh giới Niết Bàn rồi thì ngài không biết. Tức là chúng ta mới học về cảnh giới, mà chúng ta nói cảnh giới tức là cõi Niết Bàn phải là gì, mà khi mà ngài Niết Bàn, Đức Phật Niết Bàn thì nó không còn tìm, không còn biết gì nữa. Thì nó nói lên một cái điều đặc biệt, một cái có nghĩa là một người mà sau cùng biết được tiến trình xả bóng thân của Đức Phật, vị thầy cao cả của tất cả chúng ta, đó là ngài Anuruddha, là ngài Analog. Và kính thưa quý vị, dạy rằng một lần nọ thì cư sĩ Bành Chắc Căng Gác, tức là người thợ mộc của vua Bà Sĩ Na Lý, thỉnh bốn vị tăng đến nhà để cúng dường cái tăng. Thì khi mà đến để mà thỉnh như vậy thì kiến thức quý vị, sau đó ngày chấp nhận, ngày lúc ta chấp nhận và thỉnh ngày đến sớm, bởi vì thợ mộc và bành chá căn gá này nói rằng chúng ta bận rất nhiều, cho nên vì vậy thỉnh ngày tới sớm để vấn hỏi Phật pháp.
Thì kính thưa quý vị, trong nội dung hỏi thì nói về cái sự biến mãn, cái sự khác biệt giữa cái tâm thiền tứ vô lượng tâm và sự biến mãn của tâm, tâm thiền biến mãn và thiền vô lượng tâm. Thì ở đây đó là cái câu hỏi của bài như sĩ cá và bài chắc. Căng gá đã hỏi ngài Anuruddha. Thì kính thưa quý vị, một người hỏi chư tu thế nào là tu tập tứ vô lượng tâm, và một cái điểm, cái đối tượng khác nữa, tức là thế nào là tu tập về biến mãn vô lượng tâm. Ở đây chúng ta biết là người tu tập tứ vô lượng tâm, Metta Karuna Mudita Upekkha, tức là lấy cái lòng từ, lòng bi, lòng bi, lòng xả, mà từ bi hỷ xả đó lấy chúng sinh làm đối tượng. Chúng sinh làm đối tượng ở đây có nghĩa là khi chúng ta thấy một chúng sinh, chúng ta khởi lên một lòng bi, khởi lên lòng từ, lòng bi, khởi lên một cái sự hiền hòa, một sự hòa nhã, một sự thương xót, một sự hoan hỷ, một cái tâm nhẹ nhàng, thì nói lên cái tính của từ bi hỷ xả. Một người không dễ dàng tu tập được cái tứ vô lượng tâm. Thì chúng ta thấy nó rất là đơn giản, nghe là như vậy, nhưng không dễ dàng tu tập. Bởi vì chúng ta thấy người ta đau khổ, trước nhất mình có một cái trạng thái tâm, có cái tâm tốt với người, đó là lòng từ, mà có cái tâm thương xót người, hay là thương xót chúng sinh, nó lại là một cái tình huống khác nữa. Dễ dãi, hài hòa, cái tâm khắp cùng với tất cả mọi người, với tất cả chúng sinh. Thường thường đó, chúng ta cứ rải để từ tâm, để chúng ta nghĩ đến cái người A, người B, người C, bởi vì cái tu tập mà giữ cái giới, nghe cái giữ cái giới sắc sinh, nó giữ cái giới sắc sinh để cho lòng từ. Thiền lòng từ là chúng ta phải biết, chứ không phải chỉ nó ăn chay không, tức là chúng ta không giết, cho nên ăn chay là chúng ta giữ cái lòng từ. Không phải ăn không giữ lòng từ, mà cái từ nó từ nằm ở trong tâm ta nè. Một con kiến, con rùa, con muỗi chúng ta cũng không giết nữa. Đó mới nói lên cái tâm từ bi. Mình thương cái con kiến, thấy nó phải khổ đau, nó phải bị cái nghiệp và nó sanh làm cái lồi nõn sanh như thế này, sanh từ trứng như thế này, rồi nó rất dễ dàng chết. Khi có ngọt rồi nó buông tới là nó sẽ chết, và nó dễ dàng đưa đến cái nguy hiểm, mà nó chỉ khởi lên cái tâm như vậy thôi. Mà chúng ta thương xót nó, chúng ta thương nó, có cái sự hiểu nó xong rồi chúng ta thương nó và chúng ta mới thấy được chúng ta không sát hại nó, thì đây mới nói lên cái từ bi của chính chúng ta. Một con kiến, con rùa, con muỗi chúng ta không giết được, thì làm sao một con vật lớn hơn chúng ta có thể giết, và làm sao mà một con người chúng ta có thể giết được? Khó lắm. Vì vậy cho nên chúng ta giữ một cái trạng thái tâm, chính là để chúng ta giữ nuôi cái đức tính từ của mình, đức tính bi của mình. Ngay cả những chúng sinh thấp bé nhất, chúng tôi đang muốn nói cho quý vị nghe là cái tâm tu nó đơn giản như vậy, mà chúng ta cũng khó làm lắm, một chuyện đơn giản. Chỉ biết khi con muỗi nó cắn mình, cái muỗi thì gác máu thôi. Khi chúng ta không có vật che thân, y áo, hoặc là khi chúng ta ở những cái nơi tối hay là những nơi ẩm thấp, thì con muỗi nó bay tới, và khi nó nghe cái hơi người mình thì nó bám, nó bu vào để nó hút máu. Bởi vì máu là cái thức ăn của chính nó, và nó sống bằng như thế.
mà nó cắn chúng tinh con mũi, cắn nó ngứa lắm mà nó khó chịu vô cùng. Một con mũi nhỏ thôi mà nó làm cho chúng ta khó chịu thì cũng như thế. Nhưng chúng ta biết rằng nếu như mà cái người mà khởi lên cái bực bội là quẹt nó một cái hoặc đập nó cái bóp bóp, thì ở đây chúng ta thấy người này không có cái từ tâm. Nhưng điều phải nói rằng là có những lúc mà chúng ta bực bội bởi quý vị có những cái sư có những cái giật mũi, tức là trong phòng mình á, nhiều khi không, nếu như không có dân mùng á, thì mình phải dở các con mũi ra để nó khỏi cắn. Hay hoặc là nhiều khi quý vị biết thấy nó vậy, nó bay xong nó bay mất tiêu, đợi nó lợi hồi canh phải dớt nó ra. Chúng ta phải có một cái tâm như vậy để khi chúng ta thể hiện cái tâm từ tâm bi với chính nó, chúng ta mới không đập nó, không giết nó được. Chứ nó bay nó dẫn trước mặt mình thì một cái là đập, hay là con kiến cũng vậy, nó cắn chúng ta thì cái con kiến là nó để mà đụng một cái là nó quay qua, nó hạ ngã càng, nó cắn và nó nhả một cái nọc nhẹ, nọc nhỏ nhỏ ra để chúng ta ngứa, chúng ta khó chịu, hoặc nó sưng sưng da sưng thịt chúng ta, thì chỉ bao nhiêu đó thôi. Chúng tôi muốn nói rằng một cái từ tâm của quý vị như đó khó mà giữ được nữa. Chúng ta đã nói rằng chúng ta niệm cái từ tâm biến mãn một phương, hai phương, ba phương, bốn phương, năm phương cho tới mười phương, hay một làng, hai làng, hay là biến mãn coi như khắp cùng. Cái điều đó là các vị này người ta thường thuộc thương chúng sinh như là chính mình. Dạ, kính thưa quý vị, tại sao nó đại từ đại bi, nói Đức Phật đại từ đại bi với chính Ngài, thương cái sự lăn trôi sanh tử của tất cả chúng sinh trong cuộc đời này. Thì hôm nay có quan chức trang gá hỏi ngài Xá Lợi Phất, thì ngài Xá Lợi Phất ngài nói thứ nhất giải thích cho thợ mộc quan chức trang gá rằng nếu như người mà lấy chúng sinh làm đối tượng tu tập tứ vô lượng tâm thì đó là tinh thần của ngục, chúng ta gọi là tứ vô lượng tâm. Còn người mà biến mãn khắp cùng thì đó chính là cái biến mãn tứ vô lượng tâm. Mà chúng ta đọc qua văn kinh đó, chúng ta mới thấy được hỏi rằng tu tập mà tiếp đến bắt đầu ngồi xuống thì bây giờ gia chủ mới hỏi tôn giả rằng tu tập vô lượng tâm giải thoát và nó có khác với cái tâm tu đại hành tâm giải thoát. Đây là một vấn đề lớn ở trong bài kinh hôm nay. Thì như ta nói rồi, tu tập vô lượng tâm giải thoát thì ở đây cũng được nói đồng hay là nó khác nghĩa. Nó đồng, nó khác nghĩa về văn về nghĩa, khác về văn về nghĩa ở đây. Và Đức Phật và ngài Anuruddha ngài mới giải thích cho Vậy cho căn gái biết rằng nó vừa khác về nghĩa mà vừa khác về văn. Và bắt đầu ngày dạy cho chúng ta nghe biết rằng nó về vô lượng tâm giải thoát và tâm giải thoát, các pháp có đồng nghĩa nhưng lại khác văn. Cái nghĩa lý chúng ta nghe nó đồng, nghĩa lý đồng và có, nhưng cái văn thì nó khác. Một cái vô lượng tâm giải thoát và một bài đại hành tâm giải thoát đó, nó có khi nó khác nghĩa và nó khác văn luôn. Do vậy cần phải hiểu biết đúng với các pháp môn, đúng với các pháp vừa nghĩa vừa văn, vừa nghĩa khác, vừa văn khác vừa nghĩa khác, và có những cái nghĩa vừa đồng nghĩa mà nó khác văn, vân vân. Thì bắt đầu ngày dạy này cư sĩ gọi là vô lượng tâm giải thoát. Ở đây chúng ta nghe là biến mãn một phương với tâm câu hữu với từ. Chúng ta suy nghĩ vào một phương hướng đó với cái tâm từ mát mẻ hài hòa với tất cả chúng sinh, không có một cái tâm khó chịu, không có tâm bực bội gì hết. Cái tâm nó hài hòa, cái tâm nó mát mẻ. Mà chúng ta biết khi chúng ta gặp một người thôi, con người mà có cái tâm từ tâm bi á, thì tự nhiên chúng ta gần thì chúng ta dễ cảm, để cảm nhận lắm quý vị. Người ta hiền, cái đồng từ đây nói tới cái hiền, cái đức tính hiền, cái tâm nó mát mẻ, nó nhẹ nhàng. Còn con người mà cáu gắt, sân hận, chủ lực, đụng cái gì cũng sân, hay là nói cái gì cũng bực bội khó chịu, thì tự nhiên chúng ta tới gần họ thì cái sắc tâm
và cái sắc pháp đó nó đã thể hiện cho chúng ta cảm nhận được ngay, cảm nhận được ngay là nó khó chịu à. Thì cũng vậy, một người mà tu tập, kính thưa quý vị, với tâm biến mãn một phương, cầu hữu với từ cũng vậy, một phương thứ hai, phương thứ ba mà cũng vậy, ở trên dưới xa gần nó khắp khắp cái nó vô biên giới. Vì ấy biến mãn tâm cô hữu với từ, tâm cô hữu nó không vô biên, không sân, không hận gì hết, không có vướng bận cái gì hết. Đây chính là nói đến thì khi mà cô hữu với bi cũng vậy, cô hữu với hỷ cũng vậy, cô hữu với xả cũng vậy, mà quảng đại mà vô biên với cái tâm như thế đó, thì chính ở đây ngài xác định cho bằng chất căn gá rằng đó chính là vô lượng tâm giải thoát. Có nghĩa là, kính thưa quý vị, vô lượng mà, vô lượng tức là nó không có một phương hướng, không có biên bờ. Nhớ là chúng ta nhớ không có một biên bờ, mà khắp cùng phương hướng, trên dưới xa gần. Và cái tâm không hận, không sân. Thì cũng vậy. Mà với từ, với bi, với xả như vậy thì đây gọi là tâm vô lượng tâm giải thoát. Rồi nghe nói cho biết tiếp luôn là đại hành tâm giải thoát. Tức là đối với một vị tỳ kheo mà tu tập mà đi đến một cái gốc cây hay đến một cái ngôi nhà vắng mà ngồi xuống, tâm của vị ấy biến mãn thấm nhuần cho đến như vậy, mà trong khi tâm tu thiền một cái đó đại hành tâm, một cái kia ta biến mãn khắp cùng, ở đây vị ấy ngồi xuống một cái thì tâm nó mở toàn phần. Chúng ta tạm gọi như bên như nó mở toàn phần hết, nó không nó rộng lớn mà nó bao la, trong khi vị ấy tu tập coi như là từ bi hỷ xả trong thiền định như vậy. Rồi đi đến một gốc cây, hai ba gốc cây và biến mãn cứ như thế, trong khi vị ấy thiền định. Rồi vị ấy biến mãn từng nơi làng mạc, sớm làng, đồng ruộng, quốc độ, vân vân. Nó khắp cùng pháp giới chúng sinh. Cũng như thí dụ giờ khi chúng ta khởi lên cái từ tâm đối với các loài, đối với các loài chúng sinh, là gọi là không chân, là một chân, là hai chân, thì nhiều chân, vân vân. Và loài chúng sinh là loài chúng sinh nõn sinh, thai sinh, thấp sinh, hóa sinh. Rồi chúng sinh là chúng sinh chư thiên, quỷ, âm binh, A-tu-la, súc sinh, vân vân, tất cả mọi thứ, mọi người, mọi điều. Cái tinh thần đó mà vị ấy không thấm nhuần cái chỗ một cái nhà là quý vị biết thấm nhuần lớn như vậy. Cũng như bây giờ tiền nhiều quá đếm không xuể, ở các nơi, các ngân hàng trên toàn bộ thế giới này chúng ta đều có. Thì cái đó như là một cái gì? Nó như là một cái vô lượng tâm giải thoát. Còn đại hành tâm giải thoát lúc nào cũng có tiền, và có tiền thật nhiều như là các ngân hàng. Thì như vậy, kính thưa quý vị, trong khi tu tập nên cũng như thế đó. Bởi một cái người tu á, mà quý vị biết khởi lên được một bi tâm, một từ tâm, chính Đức Phật ngài dạy cách này, cái thầy tỳ kheo mở trong Thanh Tịnh Đạo có dạy đó, chứ cái dạy nó không, nếu như mà khởi lên một cái niệm tâm giải thoát thôi là vị ấy có thể thọ thực được, xứng đáng được thọ thực bát cơm một của đàn năng tính thiết cơm của quốc độ. Nói một cái cách khác hơn, những hạt cơm thừa này, các thầy tỳ kheo khi rửa bát các ngươi đổ ra, nghĩ rằng có những chúng sinh có thể thừa hưởng được những cái phần thừa cơm nước này,
nó lên cái đại bi tâm đó, thì cũng vô lượng công đức. Thì cái đại hành tâm mà của các vị nó phải vô cùng vô biên, và phải nói là nó thật sự là to lớn. Cho nên một người tu Phật pháp không là xuất gia tại gia, không phải là chư tăng hay Phật tử gì mà phân biệt tu pháp môn này pháp môn kia, không có. Mà chúng ta mở rộng được càng nhiều và cái từ tâm, bi tâm, hỷ tâm, xả tâm hành giải thoát, hay hoặc là vô lượng tâm giải thoát, thì đều tốt tất cả. Cho nên khi đó tất cả chúng ta có thể trong mọi hoàn cảnh, trong mọi điều kiện, chúng ta đều có thể tu được. Khi mình thấy người ta là gây cái sự khó chịu, gây cái sự bực bội của chính mình đến cho mình, mình biết thương chúng sinh, vì thương chúng sinh mình không cự lại, mình thương chúng sinh mình không đánh lại, mình không đối đáp lại. Người ta hại mình không hại người ta, lấy cái tham nhẫn và lấy cái tri tiền, tri nghiệp, tri quả ra, và chấp nhận đối diện với cái nghiệp quả, và khởi lên cái từ tâm bi tâm đối với chúng sinh nó hung ác. Như ấy, voi ta là với cái tâm hung ác mà trong kinh dữ tợn như lửa rừng, như sấm sét á, nhờ rải lòng từ bi thôi. Đức Phật ngày dùng cái đại bi tâm thôi, nó so dịu mát mẻ của con voi. Và thường các vị tu thiền ở trong rừng, kính thưa quý vị, các ngài tu tập á, tâm của các ngài nó hiền hòa, nó mát mẻ đó, thì muôn thú muôn loài xung quanh nó cũng cảm nhận được một cái điện lượng mát mẻ nhẹ nhàng. Chứ nó không phải như mà chúng ta không có cái tu là chúng ta, dĩ nhiên chúng ta rất là sợ khi mà đi vào những cái nơi mà cái chốn xa xôi như vậy. Hay là ở trong cái bài kinh mà từ bi kinh, có như là từ bi mà nói về các cái loài bò sát á, ta có từ bi từ tâm với cái loài không chân, rồi hai chân, các loài bò sát, vân vân. Thì cái bài kinh đó hay vô cùng, nó như là một bài chú thuật để bảo vệ cho các thầy tỳ kheo tu tập ở nơi làng mạc, ở nơi chú xứ, nhất là núi rừng. Mà chúng tôi nghe đó, dĩ nhiên chúng tôi chỉ thấy, có thấy, bây giờ chúng ta đã có thấy khi mà chúng tôi lên khi mà ở trên các cái chùa mà hồi xưa ở miền Đông này, quý vị biết rắn á, ở trên đồng tay đồng dông á, nó quấn ở trên đó. Nhưng ngồi dưới này á, mà các sư ngồi thiền được, không sợ nó. Chứ bây giờ quý vị biết, tự nhiên thấy con rắn, nó nghĩ rằng con rắn nó sẽ cắn mình. Nhưng sự thật ra, nếu như ta không đạp con rắn, ta không đánh con rắn, ta không làm cho con rắn nó bực bội, thì con rắn nó không cắn ta. Đây là cái tâm của mình. Chúng tôi đang nói về cái tâm tu đó, nó rất là thực tế, chứ không phải là đừng có nói chi mà mình phải tu thành Phật, thành thánh gì rồi mình mới được nó tha cho mình, không phải như vậy. Mà kính thưa quý vị, mà đó chính là cái gì? Người ta khéo tu, khéo tu. Và khi khéo tu như vậy thì kính thưa quý vị, có con nào mà nó hại được hết. Cũng như là, và cái này chúng ta luyện thường xuyên để chứ lâu lâu coi như là đụng chuyện cái bắt đầu mới khởi lên cái từ tâm, thì cái đó nó không hiệu quả. Chúng ta nhớ như vậy, chúng ta phải có một cái tâm khắp cùng ban trải lớn lao cả. Cái câu cuối cùng hay lắm, appamano vutto appamano tammo appamano sangho tamana wanta na sira sapana hwichika stapti kunna na phi sara pu mu sika katamera ka katame paritta patika pandu bhutani sumang namo bhagavato namo sattana samma sambuddha namo.
nói đến tán dương việc ân đức của Phật, và nhờ ân đức của Phật chính xin mọi sự an lành đến với mình. Sắp bê bút tha bà lắp bà ta bà chê ca năng chí dâm bà lăng á ra hành tăng năng tư tư chê nó rất khăn đạp bà xù. Chứ toàn giác đại lực, chứ Phật độc giác đại lực, thính văn giác đại lực, nguyện tổng trì quý đức cầu phúc lành cầu an lạc. Kính thưa quý vị, khi những cái kinh văn mà đọc ra như vậy, nó có khả năng và nó có một cái chúng ta tạm gọi như là một cái cái oai lực, mà đến cho đến các cái loài bò sát, cho đến các loài hung tợn nó cũng có thể dừng lại. Nếu như chúng ta đọc những câu kinh văn nó thường xuyên mà nó trở thành như là một cái, như là cái tâm niệm, như là một pháp tu, và nó trở thành chính cái đó, nó trở thành chú thuật thế, chứ có chuyện gì hết. Khi chúng ta đọc lên, chúng ta tụng lên mà nó hiệu nghiệm, nó hiệu lực là do chúng ta trì tụng, và với cái tâm quảng đại vô biên, với cái tâm metta karuna mudita, tâm từ tâm bi tâm hỷ tâm xả, mà quý bố thí tức giải thoát, hoặc là đại hành tâm theo cái năng lực và khả năng tu của chính mình, mà như trong kinh văn chúng ta thấy, thì biến mãn ở một phương một trời, hay hoặc là ở làng ở xóm, ở quốc độ vân vân, trên dưới ngang dọc gì, thì chúng ta có thể tu tập ở đại hành tâm vậy. Đại hạnh tâm hoặc là chúng ta tu tập tứ vô lượng tâm, thì tất cả mọi thứ nó đều giải quyết được. Nhưng ở đó dĩ nhiên là buổi đầu tiên thì chúng ta tu tập tứ vô lượng tâm là điều quá tốt rồi. Mà nếu như tu vô tứ lượng tâm giải thoát này chính là một cái sự thường thuộc, một cái sự tu tập nó viên mãn, chúng ta biết công đức của người mà thực hiện rất là lớn. Công đức đó chúng ta nhớ một trong những cái đề mục là đề mục tứ vô lượng tâm, 40 đề mục của thiền chỉ, trong đó nó ghi rõ ràng, tức là đề mục từ thị xã Kassira. Thì Kassira này thì chính là cái ăn xứ hay cái đề mục mà tâm của vị đấy hướng tâm tới, tu tập tới. Cho nên vị ấy có sự thành tựu, có cái sự kết quả như ý muốn, như ý nguyện của mình. Sự tu tập cũng như thế đó. Sau khi mà trả lời cho Bên Chất Căn Gá, người thợ mộc xong, để người thợ mộc biết được, thấy được, hiểu được có cái sự khác biệt giữa cái tứ vô lượng tâm giải thoát và tâm hành giải thoát nó như thế nào. Và ngày Maha Kacchayana, đúng là Maha Kacchayana, chứ là Maha Kacchayana, Maha Kacchayana, ngài thấy một cái điều kiện đó, ngài mới hỏi tại sao có những chúng sinh nó có sự, tại sao có những vị phạm thiên có những sự dị biệt khác nhau về hào quang hay là về cái sự tu chứng của chính mình ở trong cuộc đời này, nó chắc chắn là như vậy. Chúng ta thực hiện cái nhân nào thì kết quả nó như thế. Trong cái tâm từ, trong cái tâm bi, trong cái tâm hỷ, trong cái tâm xả, trong thiện tâm, trong cái ác tâm, cái động lực, cái chao ná nó khác nhau. Khi chúng ta làm phước, hay khi chúng ta làm ác, cái chao quan ái của chúng ta nó, cái động tốc tâm đó nó khác nhau. Mà động tốc thiện thì kết quả thiện, động tốc thiện mạnh thì sẽ cho ra quả mạnh, nếu như đó là thiện hay hoặc là ác. Thì cũng như thế, cái sự tu tập của các vị mà rộng lớn biến mãn nhiều, tâm bao la khắp cùng, kết quả của các vị đó hào quang sẽ sáng, hào quang sẽ rộng, hào quang sẽ lớn. Ngay cả chúng ta đây, chúng ta cũng thấy mà, có những người được sắc diện nhưng không được tiền của,
không được mạng sống. Có những người được mạng sống nhưng không được tiền của, không được đẹp đẽ. Có những người không có tiền của, yếu thọ. Có những người được trường thọ. Thì ở đây đều do cái nghiệp duyên, cái hành nghiệp của từng từng người đó làm. Mà trong bài kinh Đại Nghiệp Tiểu Nghiệp Phân Biệt Kinh, Đức Phật ngài xác định rõ này, tất cả là do cái nghiệp thiện ác của chúng ta tác tạo. Thì cũng về cái sự tu tập với nghiệp động, hoặc là biết mãn, hoặc là không biết mãn, hoặc là hào quang lớn, hào quang rộng, hào quang sáng, thì cũng do cái vị khéo tu tập như thế và nó được như vậy. Thì cũng về một người dầu cho có được sắc diện, dầu cho có được tiền của, dầu cho có được mạng sống, nhưng sắc diện đó nó cũng vừa, cái tiền của nó cũng vừa, và cái thọ mạng nó cũng gọi là căn bản như vậy, là 70-80 vân vân. Còn có một con số chúng sinh sanh ra cái sắc diện thật tốt, có nhiều tiền của, và họ được trường, họ sống khỏe mạnh vô cùng, họ sống đến thượng thọ đại thọ. Thì ở đây chính là do cái phước duyên của người đó. Thì cũng như thế, các vị chư thiên tu tập với đề mục tứ vô lượng tâm hay là đại hành tâm đó, mà tâm được lớn mạnh, tâm được rộng khắp, cái hào quang nó vô lượng, và có những chư thiên có hào quang đó nó hạn lượng. Cho nên ở đây khi chúng ta tu hay khi làm phước, cũng như mình nguyện hướng cho tất cả A, B, C, D gì, hướng nguyện cho tất cả chúng sinh, ai hiểu biết, ai từ hỷ quan hỷ, xin hãy thọ nhận. Bởi vì trên hội đó tất cả chúng sinh, nghe tự nhiên làm gì mà ghê vậy, hồi hướng cho một người hay người không biết được chưa mà hướng tất cả chúng sinh. Nói đến đó có nghĩa là đối với cái tâm nó hải hà, cái tâm nó rộng khắp, cái tâm nó bao la. Mà quý vị biết, như chúng ta mở thì họ mới nhận được, khi chúng ta cho thì họ mới có thể nhận được. Chúng ta nhớ như vậy đó. Thí dụ bây giờ khi chúng ta làm phước bố thí, trì giới, tu tiến, cung kính, phụng vụ vân vân, chúng ta làm được cái phước lành nào đó mà chúng ta hướng nguyện cái khắp cùng pháp giới chúng sinh, ba giới bốn loài. Nói như vậy để làm cái gì? Nói lên một cái đại từ đại bi rất rộng, biến mãn vô phương, không có tận cùng. Để như vậy, sự thật ra có những âm binh Atula ngạ quỷ, họ không là người thân của chúng ta, nhưng họ thấy chúng ta cho họ quan hệ tùy hệ, họ vẫn nhận được. Chúng ta nhớ như vậy, do cái tâm nó tương thông với nhau được, mà do cái sự hướng nguyện của mình, họ đến họ tùy hỷ, họ quan hỷ, họ có thể thoát khỏi cái nạn kiếp, cái khổ kiếp của chính họ. Yeah. Còn nếu như cái tâm mình cứ nghĩ là hôm nay cho mẹ mình, cho ai, cho chồng, cho vợ, cho con mình gì đó, hướng nguyện đến một cái điều đó thôi là nó không hay. Mà hết đó tất cả chư sinh linh khắp cùng. Thường thường á, khi mà họ làm phước, chúng tôi cứ nguyện, thí dụ giờ họ hướng cho quyết thuộc của chính họ, cũng như tất cả chư vị chân linh, ký linh, tất cả âm binh Atula, ngạ quỷ. Thì sự thật ra, đầu tiên thì họ không biết tại sao mà nó rộng lớn như vậy, nhưng sau đó chúng tôi mới nói ở đời này, cũng như mình làm một cái việc từ thiện vậy đó. Bây giờ mình có cái phước này, mình cho ai nhận cũng được hết. Thì cái tâm mình nó hãy hà như vậy. Như một cái ngọn đèn, cho người ta để người ta được tùy hỷ, thì như là chúng ta đang có cái ánh lửa này mồi qua cái ánh lửa khác, nó sáng thì nó khắp cùng. Có nhiều người đón nhận thì nào, thì ánh sáng nó càng lớn rộng chuyện đó, cái phước lành nó cao cả. Chỉ có một duyên khởi nhỏ thôi, chỉ có một tia lửa nhỏ đây, bây giờ nó cả một hàng ngàn, hàng trăm cái đèn được sáng lên, ánh sáng được phát lên. Thì cũng như thế đó, thưa quý vị. Nếu mà tu tập mà biết mãn các phương hướng, thì tâm của các vị đó, cái hào quang của các vị đó, nó cũng được mạnh mẽ như vậy. Và cái điều mà
được ví dụ tại sao có những hào quang nó sáng, thật sáng và nó trong suốt, mà có những hào quang nó lại mờ. Thì cũng vậy, những chúng sinh không có bị, không có bị cái phiền não về dục, phiền não về sân, phiền não về hôn trầm thủy miên, tức là anusaya, tức là các pháp tùy miên á, nó không có chứa nhiều. Một là vị ấy có thể chứng đắc thánh quả, hai nữa khi các vị đó có thể đè nén được, chứng đắc các tầng thiền, đè nén cái phiền não mà dục ái sân mạng nghi hôn trầm thủy miên không có người trị trong lòng, thì các vị đó có thể chứng đắc theo các tầng thánh. Ở đây chúng ta nhớ khi đó có thể các vị đó sanh về, nếu như đã diệt tận coi như là dục ái tìm miên, sân tìm miên, mạng tìm miên, kiến tìm miên, hôn miên, nghi tìm miên, thì sau khi chứng đắc đến tam quả mà có thiền, vị ấy sanh về cõi gọi là ngũ tịnh cư thiên. Tức là thiền hiền, thiền kiến, vô lượng quang thiên, sắc cú cánh. Năm cõi ngũ tịnh cư này, đây là đối với các vị mà đoạn trừ các phiền não. Tức là vị ấy chỉ còn một cái ái tham rất vi tế, còn sân mạng nghi hôn trầm gì được vị ấy đè nén xuống. Và cuối cùng các sắc trừ phiền não cũng nhập diệt tại nơi đó luôn. Sanh về cõi đó là các vị đó tịnh cư mà, nơi đó là, mà đó chính là cái này cõi, cái nơi mà nó sinh ra cái cõi Tây Phương. Đó tịnh cư đó, đi tới đó rồi thì không khổ đau sinh tử nữa, mà các vị tiến tu và đến giải thoát, chấm dứt sinh tử khổ đau luôn. Còn dĩ nhiên có một số người khi tu tập có thể đè nén được dục ái, đè nén được dục ái tiền miên, sân tiền miên, mạng nghi tiền miên, hoặc là hôn trầm tiền miên, vân vân, trong một cái giai đoạn mà thiền chứng có gì đó còn, thì cũng được ví dụ như cái dầu và cái tim của ngọn đèn. Khi cái tim sạch, cái dầu sạch thì cháy nó sáng đó quý vị. Đây là sự thật đó. Chúng tôi châm cái đèn dầu trên đèn Phật, cho cái đèn của sư trưởng à, chúng tôi cứ ngó cái đèn nó tắt hoài, nó tắt nó một cái trái nó mà mờ yếu yếu. Chúng tôi lấy cái kéo, chúng tôi phải cắt cái đầu nó, tề cái đầu nó, thì nó không có chai thì nó cháy mà. Thì cũng vậy, nó ở trong cái trong kinh này, ví dụ chẳng hạn như cái tim được sạch, cái dầu được sạch, thì cái gì, cái ngọn đèn nó cháy mạnh, nó cháy sáng. Thì cũng vậy, cái phiền não của các vị đã được đoạn trừ hay các vị đè nén, thì cái hào quang của các vị đó nó sáng, nó được sáng, nó được trong suốt thanh tịnh. À, đó, cái điều đó nó như vậy, quý vị. Và chính chỗ này thì chúng ta mới thấy được cái sự tuyệt vời của sự tu tập. Cũng như ở đây muốn nói cho chính chúng ta biết, sự tu tập đó biến thiên ở một mảng, ở một nơi, một chỗ gì đó, tùy theo cái căn duyên tiền căn cơ của tất cả chúng ta. Mà sau khi ngài Ma Cà Cha Già Ná, ngài Cà Cha Ná, Cà Cha Ná mới biết rằng à, thì có lẽ là ngài Anuruddha này gọi là từng sanh ở nơi đó, cũng là từng coi như chứng đắc các cái tầng thiền đó, và từng sống nơi đó, cũng như từng chỉ dạy ở nơi đó. Quả thật đúng như vậy đó, Anuruddha từng sống ở các cái cõi giới đó. Dạ, yeah. Cho nên quan hỷ tính thọ lời của ngài Cà Cha, của ngài Anuruddha. Thì kính thưa quý vị, cái bài kinh hôm nay là bài kinh Analuk, là Anuruddha, mục đích nói đến cái khả năng, muốn tôn xưng lên khả năng của ngài Anuruddha. Và ngài có một cái đặc biệt, đó chính là đệ nhất về thiên nhãn. Cả chúng ta nếu như đọc kinh văn, đọc lịch sử của Phật, như chúng tôi đã nói từ khi đầu, ngài là người cuối cùng để đếm bước, để theo dõi
cái dòng tâm cuối cùng của Đấng Đạo Sư. Khi mà Ngài Niết Bàn thì lập tức lúc đó không còn thể đối thoát, không còn biết quả thật, thì không còn phải biết Niết Bàn đi về đâu, nằm ở đâu, là cái gì nữa. Mà mặc dù khả năng của Ngài rất là quảng bá, rất là khủng khiếp, nhưng điều mà không thể tiếp tục được, bởi vì sự chấm dứt Niết Bàn không còn dấu vết của sanh tử, không còn dấu vết của khổ đau ở một nơi nào cả. Kính bạch quý Ngài, kính thưa toàn thể quý vị, thì xin đây là đôi điều qua cái thiền kiến đã giảng giải như vậy. Ngày hôm nay có đông chư tôn đức tăng quý Ngài vào rung, mong quý Ngài sẽ thảo luận cho cái bài học hôm nay được rộng rãi và được nhiều ý nghĩa hơn nữa. Chúng con có đôi điều xin trình bày như vậy, mong chư tăng bổ túc cho được hoàn mãn tất cả chúng ta. Quan thế kính dân Phật phối lành được đại đức thích tới đại thiên vương các vị chư thiên hộ trì chánh pháp như được cao bậc thầy tổ thân bằng nguyện thuộc đạo quá bản, xin tất cả được thân chim công đức được thạch sanh về cảnh giới an lành, tu tập sống được an lạc, được chấm dứt sự tử khổ đau. Mong cho tất cả chúng ta được thành tựu tứ vô lượng tâm. Nam mô Bổn Đại Đa, Nam mô Tam Ma Đa, Nam mô Sanh Hai Nhất. Sa thú kính trần thưa tọa thầy quyền, bậc thưa tọa thầy siêu, không biết thưa tọa có ở trước máy và thưa tọa có nghe được không? Nếu thưa tọa thầy siêu đang có mặt ở trước máy, xin thưa tọa. Bậc thưa tọa thầy siêu, nhiều người niệm về tướng vô lượng tâm, gọi là Brahmavihara, là phạm trú. Thưa tọa có thể giải thích tại sao mà vô lượng tâm còn gọi là phạm trú, và cái chữ Brahmavihara nên được định nghĩa và hiểu thế nào, xin kính thưa thượng tọa. Nam mô Bụt Thầy. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý Phật tử, cái chữ Brahmavihara dịch là phạm trú. Nó có hai nghĩa. Cái nghĩa thứ nhất
Cái chữ Brahma có nghĩa là thánh thiện. Là cao quý, cao đẹp. Cái trạng thái cao quý. Bốn cái đức tánh từ bi hỷ xả là bốn cái đức tánh cao đẹp. Cái đức tánh thứ nhất là không hận, không sân. Đức tánh thứ hai là không có não hại. Đức tánh thứ ba là không có ganh tị tật đố. Đức tánh thứ tư là không có tham chấp. Cho nên từ bi hỷ xả được xem như là bốn cái sự trốn cao đẹp. Ý nghĩa thứ hai cho Brahma là chỉ cho một cái vị phạm thiên. Tất nhiên không phải chúng sanh nào sanh lên khỏi thiên đều là những vị tu chứng với cái đề mục vô lượng tâm hết. Đó chỉ là 426 đề mục đắc thị sắc giới mà thôi. Còn những cái đề mục khác cũng là nhân để chứng được, chứng đắc được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền và cũng sanh được cõi phẩm thiên. Nhưng mà ở đây thường được nói đến một vị phẩm thiên là một vị không có hận tâm, không có sân tâm, không có hận tâm, không có hại tâm. Như trong trường bộ kinh, khi mà Đức Phật Ngài giảng giải cho một vị Bà La Môn, khi mà vị đó hỏi Đức Phật Ngài có biết phạm thiên không, thì Đức Thế Tôn Ngài nói rằng chẳng những Ngài biết mà Ngài còn thấy vị phạm thiên và biết rõ cái con đường đưa đến cõi phạm thiên nữa. Thì do đó Ngài mới trình bày về cái đặc tính của cái vị phạm thiên, trong khi các vị Bà La Môn thần tượng vị phạm thiên nhưng mà các vị đó không biết rõ cái đặc tính của vị phạm thiên và không có những cái pháp tánh giống như vị phạm thiên. Chẳng hạn như vị phạm thiên là vô sân. Đức Phật hỏi các vị Bà La Môn, ở đây có ai là người vô sân không? Thì vị Bà La Môn này trả lời là không có. Vâng vâng. Đức Phật Ngài mới hỏi tiếp tiếp vị, để cho họ thấy rằng là
cái sự thần tượng phạm thiên của họ một cách là không có căn cứ, giống như là một chuỗi người mù ôm nhau mà đi, người trước không thấy, không thấy đường thì người sau cũng không thấy đường vậy nữa. Thì như vậy có nghĩa là bốn đức tánh từ bi hỷ xả xem như là pháp tánh của vị phẩm thiên, và do đó từ bi hỷ xả được xem như là phạm trú, là vì rằng từ bi hỷ xả là bốn cái đức tánh của cái vị phẩm thiên. Cho nên ở đây cái từ gọi là Brahma-vihara chúng ta phải hiểu trên hai phương diện như vậy. Đó là câu trả lời của chúng tôi cho cái câu thảo luận số 1 mà Thượng Tọa Giáo Đẳng vừa nêu. Xin cung thỉnh Thượng Tọa trở lại Nam Mô Bổn Thầy. Dạ, thưa quý thân, thưa tòa tùy siêu. Và thưa tòa tùy siêu, thưa tòa có thể nói rõ hơn là có chăng một cái trường hợp mà một người họ có vừa cùng lúc tâm từ bi mà cũng có tâm sân hận. Thí dụ như ở trong một đám đông họ rất là từ bi với người này, nhưng mà họ lại có cái tâm hiềm hận với người khác. Cái chuyện đó có thể có xảy ra không? Hay là một người đã có tâm từ rồi thì không thể có tâm sân hận, mà có tâm sân hận thì không thể có tâm từ. Kính thưa Thượng Tọa Từ Siêu, quan hệ trở lại. Anh Nam Mô Bổn Thầy, kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa vị. Thật sự khi một người trong bất cứ trường hợp nào mà họ có tâm sân thì gọi là đã đánh mất đi cái bản chất của lòng từ, chứ không thể nào gọi là có tâm từ với người này nhưng mà lại có tâm sân với người kia. Cái điều này chúng ta rất dễ bị hiểu lầm là khi mà nói chuyện với người này, người đó nói những lời nói ôn hòa, mát mẻ, coi chừng cái đó nó bị nhầm lẫn với một cái tâm thân ái. Cái tâm thân ái nó khác với tâm từ. Bởi vì nếu như còn hạn lượng, tức là thiện cảm với những người này có thiện cảm với những người khác, thì cái đó gọi là bị hạn lượng, bị hạn chế. Và nếu là hạn chế như vậy thì không gọi là tâm từ được. Bởi tâm từ phải là apamaya, tức là vô lượng tâm. Phải là vô lượng tâm. Cái đặc tính của tâm từ nó là anusa, tức là vô sân. Và khi mà một người biến mãn thì phải biến mãn cùng cấp
chứ không phải biến mãn một cái một giới hạn. Và trong bài kinh này chúng ta thấy rõ ràng là bị cái trường hợp gọi là biến mãn một hoặc hai hoặc ba, tức là nó có thấp, nó có hữu lượng, có vô lượng. Nhưng mà cho dù rằng có giới hạn và không giới hạn như thế nào đi nữa, thì chúng ta không thể gọi là vừa có tâm từ mà vừa có tâm sân. Bởi vì tâm từ adusa, tâm sân nó là dosa. Giữa hai cái trạng thái này thì nó không có, nó không có thể nào nó đi song song với nhau được. Mà nếu có chăng đó thì cũng chỉ là tâm bất thiện, tức là tâm thân ái. Một người họ có tâm từ, họ có tâm thân ái với con cái của mình, nhưng mà họ lại có tâm bực bội với những đứa bé hàng xóm, thì trong trường hợp đó không được để là tâm từ với người này mà tâm sân với người kia. Bởi vì tại vì chúng ta thấy người cha hay người mẹ mà có cái sự thân thiện với con cái của mình, rồi chúng ta nghĩ rằng cha mẹ có tâm từ với đứa con đó. Nhưng thực ra nếu mà xét về cái ý nghĩa gọi là vô lượng tâm đó, ý nghĩa phạm trú, thì rõ ràng là trong trường hợp này chưa gọi là phạm trú, chưa gọi là vô lượng tâm được, trong cái nghĩa rốt ráo. Thì đó là cái câu trả lời của chúng tôi cho cái câu hỏi, câu thảo luận số 2 như vậy. Nam mô Thầy nhé. Dạ thưa cái chuyện trưởng tọa Từ Siêu, trưởng tọa Pháp Tân, trưởng tọa có mặt ở trước máy không? Nếu trưởng tọa Pháp Tân đang có mặt ở trước máy, xin thỉnh trưởng tọa hoan hỷ trả lời cho câu thảo luận số 3. Một lần nữa xin hỏi trưởng tọa Pháp Tân, trưởng tọa có mặt ở trước máy và nghe được không? Dạ, trưởng tọa Pháp Tân, chúng ta thấy có hai cái trạng thái để làm cho tâm rộng lớn. Một là mình sử dụng một cái đối tượng là vô lượng chúng sanh để phát triển tướng vô lượng tâm, chúng ta tạm gọi đó là mình phát vô lượng qua cái đối tượng khách quan. Khách quan là vô lượng chúng sanh. Và một cái đối tượng là cái khả năng biến mãn, biến mãn đối với lấy cái tâm định từ một cái thắng xứ, một casino, rồi biến mãn thành một cây, nhiều cây, rồi cả một quốc độ, và biến mãn rộng lớn ra. Thì từ một cái sự biến mãn, so sánh giữa một cái biến mãn bằng đối tượng khách quan và cái sự biến mãn bằng cái định lực chủ quan, thì theo thượng tọa Pháp Tân nghĩ cái nào nó dễ đạt đến cái vô lượng đó. Xin cái thỉnh thượng tọa. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Tề Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Pháp Đăng, Thượng Tọa Tề Quyền, Thượng Tọa Minh Hạnh, Đức Tự Tri, Sư Nguyên Thông cùng Chư Tăng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ.
Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, như cái lời của thượng tọa đã nêu đó, một cách đó là mình tu tứ vụ lượng tâm, lấy chúng sanh làm đối tượng, một cách là mình dựa trên đề mục để phát triển cái nội tình của mình, để mà biến mãn ở trong cái đề mục tu tập của mình, thì hai cái đó thì cái nào nó dễ biến mãn hơn. Thì con xin thưa rằng là thường trong cái thế thường nữa, thì đối với một cái người bình thường, thì nếu mà mình tu tập tứ vô lượng tâm, tức là tâm từ, tâm bi và tâm hỷ, tâm xả đó, thì cái việc mà mình lấy đối tượng, lấy đối tượng chúng sanh đó, để làm cái cách mà phát triển tu tập cho chính mình, tức là mình lấy cái đối tượng của chúng sanh, từ đó mình mới khởi được cái tâm từ, mình khởi cái tâm từ, khởi tâm bi, khởi tâm hỷ hoặc là khởi tâm xả. Thì từng theo một cái phạm trú như vậy mà một vị hành giả tu tập trao dồi, để rồi tùy theo cái tính chất của tâm, cái tâm từ là sự mát mẻ đối với chúng sanh, rồi tâm bi là không nỡ thấy chúng sanh khổ đau, tâm hỷ tức là mình hoan hỷ với những cái sự thành tựu của mỗi chúng sanh, bất cứ một chúng sanh nào, tâm xả là cái tâm mà không có câu chấp trong với lại cái mỗi chúng sanh ở trong cái điều này hoặc là điều kia. Thì quả thật là cái cách mà tu tập về tâm từ mà mình lấy chúng sanh làm đối tượng đó, thì theo con nghĩ rằng cái cách đó thì là nó trong cái thế lượng thông thường của một cái người lấy bốn phạm trú để mà nếu mà mình phát triển đúng đó, thì nó cũng mang đến cái sự lợi lạc rất là nhiều, lợi lạc rất là nhiều cho cái chính cái gì hành giả tu tập về bốn cái đề mục tâm tự, bốn đề mục vô lượng tâm đó, lợi lạc rất là nhiều. Bởi vì cũng từ đó thì con nghĩ rằng cái người mà dựa trên bốn phạm trú đó mà bị hành giả tu tập để là biến mãn đó, biến mãn ở trong tâm từ, biến mãn tâm bi, biến mãn tâm hỷ, biến mãn tâm xả, biến mãn đó, có nghĩa là nó một cái cách đó là làm cho cái sự rộng khắp từ ở nơi mỗi chúng sinh. Thì như con nghĩ rằng đối với các vị phạm thiên thì các vị có những cái đức tính như vậy, do rằng các vị phạm thiên ít nhiều cũng có được bốn cái vô lượng tâm này. Vì vậy cho nên là cái việc mà để mà dựa trên Kassina, tức là cái đề mục mà một cái vị hành giả trao dồi để tu tập biến mãn đến cùng khắp, thì con nghĩ rằng cái cách đó cái điều đó làm cho cái vị hành giả thực sự là đến một mức độ nào đó, thì đến khi mà mình chứng thiền được, để rồi hoặc là một vị hành giả dựa trên cái bốn cái đề mục đó mà vị đã hành giả phát triển thiền cho chính mình, rồi nhờ đó mà vị hành giả chứng thiền dựa trên bốn cái phạm trú đó, tức là dựa trên cái đề mục của tâm từ, dựa trên cái đề mục của tâm bi, rồi dựa trên cái đề mục của tâm hỷ và tâm xả đó, thì từ đó mới thật sự là nó nản đến cùng cấp. Bởi vì do cái vị hành giả chứng thiền dựa trên bốn cái đề mục đó, dựa trên bốn cái đề mục từ bi hỷ xả, gọi là bốn phạm trú đó. Bởi vì ở đây con nghĩ rằng với một cái người tu tập bình thường, nhờ mình trao dồi từ bi hỷ xả đó mà mình có được sự an lạc trong cái đời sống hàng ngày của mình, hoặc là những người chung quanh của mình cũng cảm được hoặc là lan tỏa từ ở nơi cái người mà về bốn cái tâm đó, tức là tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả. Còn nếu mà một vị hành giả thì chứng thiền đó dựa trên bốn đề mục gọi là phạm trú, tức là tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, từ đó mới có thật là biến mãn, từ đó mới thật là biến mãn đến cùng khắp, nhờ cái sự lan rộng cái tâm gọi là
không có giới hạn đó, không có giới hạn. Từ một cái đức tính của một cái vị Phạm Thiên, mà một vị Phạm Thiên mà tu chứng thiền nhờ từ bốn nơi, bốn cái đề mục đó. Vì vậy cho nên là việc đó vượt ra khỏi sự ràng buộc, vượt ra khỏi ràng buộc. Trong kinh thì con nhớ rằng là nói rằng gọi là từ tâm giải thoát hay là bi tâm giải thoát, hỷ tâm giải thoát đó, hay là xả tâm giải thoát đó, thì nó khác với cái chỗ là một vị hành giả dựa trên cái đề mục bốn phạm trú đó, một cái đề mục phạm trú đó đó mà phát triển để rồi từ đó ngăn trừ được, ngăn ngừa được các cái phát triển cái, chấn áp được cái phát triển cái, mà vị đó thành tựu vượt ra khỏi những cái sự ràng buộc của triển cái, vượt ra khỏi những cái sự phiền não như các bậc tánh nhân, thì cái đó mới thật sự là có nghĩa rằng đó là một trong những cái mục biến mạng cho tất cả cùng khắp trong các tất cả chúng sanh ở trong tam giới này, từ ở nơi bốn cái niệm mục đó. Thì con xin chia sẻ cái suy nghĩ của mình qua cái câu hỏi mà thượng tọa vừa nêu. Nếu có điều chi chưa đủ thì con cũng thượng tọa bổ túc thiện. Nam mô Bổn Thầy. Dạ. Sa thú cái chừng thượng tọa pháp tinh, thượng tọa pháp đăng, thượng tọa có mặt ở trước máy không? Nếu thượng tọa pháp đăng đang có mặt ở trước máy, xin kính thỉnh thượng tọa trả lời cho câu thảo luận số 4. Một lần nữa xin hỏi thượng tọa pháp đăng, thượng tọa có mặt ở trước máy không? Dạ. Thượng tọa pháp đăng, nếu chúng ta suy nghiệm theo Phật học đó, thì cái tâm vô lượng khiến cho cảnh vô lượng, hay là ví dụ như là ta nói là người buồn cảnh có vui đâu bao giờ, hay là bởi người vui muôn vật phải vui chung, thì cái tâm vô lượng khiến cho cảnh vô lượng, hay là cái cảnh vô lượng khiến cho tâm vô lượng, ví dụ như là tất cả chúng sanh được thoát khổ, nghĩ đến chúng sanh muôn vạn chúng sanh thoát khổ, thì cái tâm chúng ta khởi lên tâm vô lượng. Thì theo thiên đoạn đó là dựa trên Phật pháp, thì tâm vô lượng khiến cho cảnh vô lượng, hay là cảnh vô lượng khiến tâm vô lượng? Kính cung chỉnh thượng tọa. Alo. Dạ, con pháp đăng kính lễ ân đức Tam Bảo, kính lễ thượng tọa, kính chào tất cả quý tu nữ Phật tử. Thì nếu mình nói theo Phật pháp á, thì mình nói rằng tâm á, biết cảnh, tâm biết cảnh. Nếu mà nói theo Phật pháp như vậy đó, thì nếu mà cái tâm mà biết cảnh đó, thì cái tâm vô lượng sẽ biết cái cảnh vô lượng. Còn cái cảnh vô lượng để rồi khiến cái tâm vô lượng đó, thì cái điều này mình có thể hơi khó một chút xíu. Hơi khó chút xíu, vì thường thường cái tâm mà dựa vào cái tâm, thí dụ mình nói rằng tâm sơ thiền sanh ba cõi sơ thiền, tâm nhị thiền tam thiền sanh ba cõi nhị thiền, tâm tứ thiền sanh ba cõi tam thiền, tâm ngũ thiền sanh bảy cõi tứ thiền. Thì vậy thì rõ ràng á, thì cái tâm đó đưa lên cái sự tái sanh, cái tâm đó đưa lên sự tánh. Thì cái cảnh tái sanh á, thì do cái tâm nó biết cái cảnh. Bởi vì thường thường mình nói là sắc thần kinh, sắc cảnh giới. Sắc thần kinh là sắc thần kinh nhãn, sắc cảnh giới là có cảnh sắc. Thì như vậy thì nếu mà nói theo Phật học thì cái tâm vô lượng, bởi cái tâm của chúng ta nó giống như là mình nói ví dụ một người tu sơ thiền rồi mới lên nhị thiền, chứ không thể nào tự nhiên nhảy lên tứ thiền, ngũ thiền mà không có tu sơ thiền được. Điều này ví dụ như mình vẫn biết rằng những cái cõi phi tưởng xứ nó vẫn có. Nhưng mà nếu mà nói cái cảnh đó nó vô cùng vô sở hữu xứ đi, nó vẫn có. Nhưng mà lấy cái gì để biết vô sở hữu xứ đó? Phải lấy cái tâm vô sở hữu xứ để biết cái cảnh vô sở hữu xứ. Như vậy thì thật sự đó, thì nếu mình nói theo đúng theo pháp, đúng theo nghĩa đó, thì mình phải nói rằng cái tâm nó biết cái cảnh. Mà cái tâm vô lượng đó, thì nó biết được cái cảnh vô lượng. Nên cái thiểu quan thiên, vô lượng quan thiên và quan âm thiên là cái cõi nhị thiền. Nhưng mà cõi thiệu tịnh thiên, vô lượng tịnh thiên, biến tịnh thiên là cái cõi tam thiền. Nói như vậy thì chúng ta thấy rằng
Bởi vì mình nói cho nó đúng Phật Pháp á, thì giống như một cái người mà học tiểu học á, thì không có thể nào biết cái người học đại học được. Cũng như một cái người mà ví dụ mình nói rằng một cái vị thinh văn không có thể nào biết được cái tâm của một vị chánh đẳng chánh giác. Vì cái tâm của vị chánh đẳng chánh giác á, là cái tâm bi vô lượng, nó không có hạn lượng đối với tất cả chúng sanh trong tam giới, nó là như vậy. Còn khi một cái người mà ví dụ như một người mà cái cảnh vô lượng thì có đó, nhưng mà cái gì để biết cái cảnh vô lượng đó? Tất nhiên là cái tâm biết được cái cảnh vô lượng đó. Thì theo con nghĩ rằng cái cảnh vô lượng rồi có cái tâm vô lượng, cái cảnh vô lượng khiến cái tâm vô lượng nó cũng hơi khó. Tuy rằng mình biết một cái người tu tập về cái đề mục vô lượng tâm đó là họ biến mãn, có nghĩa là họ biến mãn thì nó cũng từ thấp đến cao, chứ không thể nào mà tự nhiên họ biến cái ánh sáng ra rộng lớn được, mà nó không từ ánh sáng có hạn lượng. Bởi ánh sáng nó có hạn lượng rồi nó trở thành vô lượng, nên mình thấy như cõi cái cõi nhị thiền đó, như là thiểu quang thiên và vô lượng quang thiên và quang âm thiên. Thiểu quang thiên là cái ánh sáng nó nhỏ, và vô lượng quang thiên là ánh sáng lớn. Tuy rằng nó cũng là ba cõi nhị thiền, ba cõi nhị thiền do tâm tam thiền nhị thiền sanh ra ba cõi nhị thiền, nhưng mà nó cũng phân ra cái ánh sáng. Cái thiểu quang là nó ít, ánh sáng nó ít, vô lượng quang là ánh sáng nhiều, nên mình dùng từ vô lượng quang. Như vậy thì nếu mình nói theo cái từng tử thứ lớp thì rõ ràng cái tâm tu thiền nó chưa hoàn toàn trong sạch. Tuy rằng người đó cũng là người đắc được nhị thiền tam thiền theo đề mục, nhưng mà không sanh lên cái cõi quang âm thiên, vì cái sự tu tập của vị đó nó còn hạn lượng, nó còn bị triền cái. Ví dụ mình nói như là hôn trầm thì miên triền cái, hoặc là dục dục cái, hoặc là tham dục cái, hôn trầm thì miên cái nó còn chi phối cái người này, trạo hối cái còn chi phối người này, nên người này mới nói đến là thiểu quang thiên, nó còn bị hạn chế. Còn cái người mà vô lượng quang thiên á, thì nó khá hơn cái người thiểu quang thiên. Còn quang âm thiên là cõi cao nhất, cái cõi tam thiền, thì vị này tất nhiên là phải hơn những cái vị kia. Rồi thiểu tịnh thiên, vô lượng tịnh thiên, biến tịnh thiên là cõi tam thiền do tâm tứ thiền sanh ra ba cõi tam thiền. Tất nhiên là những cái vị này là phải hơn cái vị thiểu quang thiên, vì vị này tính theo từng thiền cao hơn. Tất nhiên là vị này do cái tâm thiền cao hơn với biến mãn nó nhiều hơn thì nó mới sanh lên cái cõi cao hơn. Chứ còn mình cũng biết rằng tất cả những cái tầng thiền hay là cái cảnh giới có thấp có cao, nhưng mà mình cũng phải nói rằng mình đắc thiền đó, tuy rằng nói thiền tầng chẳng lui là từ thấp đến cao, chứ không phải tự nhiên mình bỏ cái này tự nhiên mình nhảy lên trên cao được đâu. Không phải, cũng giống như học thức vậy đó, mình học từ lớp 1, lớp 2, tuy rằng mình thần đồng nhưng mà cũng phải giải thích từ những cái thấp lên tới cái cao thì người ta mới đưa mình lên cao, chứ không phải tự nhiên mình không biết giải thích cái thấp mà nói cái cao nó không có phù hợp. Tại vì thường thường quý vị thấy mình học toán đó, thì học toán đó, thì cộng số nhỏ trước rồi số lớn nhiều số sau, chứ không tự nhiên ai đâu học số nhiều cộng trừ số nhiều hoặc nhân chia số nhiều mà lại học trước, rồi học số ít học sau. Không phải, mà học từ thấp đến cao, cũng như cây nó lớn thì nó lớn từ từ cũng vậy, chứ nó không thể tự nhiên nó đùng ra nó lớn vậy, cũng nó không phải vậy. Thành nó có nghĩ rằng cái tâm vô lượng thì khiến cảnh vô lượng, bởi vì mình nói cái tâm biết cảnh siêu thế, tâm siêu thế biết cảnh siêu thế. Chứ còn cái tâm hiệp thế thì không biết được cái cảnh siêu thế. Thì cái cảnh siêu thế là muốn nói đến cái tâm siêu thế, biết cảnh siêu thế. Như vậy thì ở trong cái câu số 4 đó, thì theo con nghĩ rằng cái tâm vô lượng thì biết cái cảnh vô lượng. Còn cái cảnh thì vô lượng, nhưng mà cái tâm không có thể nào biết cái cảnh vô lượng nó được. Nếu mình không có, mình nói rằng tu tập đó, thì nó cũng từ thiền thấp thiền cao, đạo thì nó cũng sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo, chứ tự nhiên những cái đùng lên tứ đạo mà không có chứng sơ đạo. Điều này nghe nó cũng không hợp lý lắm. Nên con xin trình bày như vậy, nếu có cái ý nào mà hay để Phật tử có thể hiểu thâm thúy thêm nữa thì con thỉnh tường tọa. Bây giờ thì con xin gửi nhất cho tường tọa.
Sa trú kính trước thượng tọa pháp đồng, bạch chi thông đức và từ quý phật tử, theo lời thượng tọa pháp đồng thì trước đây xin chia sẻ một vài điều là ở trong cuộc sống của chúng ta thường con người có nhiều cái khuynh hướng sống khác nhau. Có người có khuynh hướng sống hướng ngoại, có nhiều người có khuynh sống hướng nội. Có đôi khi chúng ta thay đổi cuộc sống do những điều kiện khách quan ở bên ngoài, nhưng mà có đôi khi chúng ta thay đổi cuộc sống là do cái quan niệm chủ quan ở phía bên trong. Chúng ta lấy ví dụ là có những người trong cuộc đời do họ đi du lịch, tiếp xúc với nhiều nền văn hóa khác nhau, và họ sẽ cảm nhận được nhiều cái đẹp, cái hay khác nhau. Do vậy trong tâm của họ không có cố chấp rằng dân tộc này là tốt, dân tộc kia xấu, mà họ hiểu rằng ở đâu cũng có người tốt kẻ xấu, ở đâu cũng có những điều hay, điều dở. Thì như vậy cái ở của họ nó đến từ điều kiện tiếp xúc khách quan ở bên ngoài. Cũng có những trường hợp có những người cái tâm họ rất lành, tuy rằng họ sống riêng một góc trời, ví dụ như sinh ra và lớn lên ở miền quê, cả đời bao bọc chung quanh bởi lũy tre làng, họ không biết nhiều về thế giới bên ngoài, nhưng mà tâm tính họ chân chất, không có hận thù. Họ sống nhẹ nhàng là bởi vì họ đã sinh ra và sống như vậy. Thế giới của họ là một thế giới rất là nhẹ nhàng, rất là chân chất, rất là hiền hòa. Thì như vậy là họ đối xử với cuộc đời với cái tâm hiền thiện, mà từ cái góc cạnh chủ quan, tức là do họ đã nuôi lớn lên như vậy. Thì vì điều này một người tu tập phải tự hiểu mình. Nhưng mà đôi khi mình phải có khả năng vượt qua thử thách. Thí dụ như mình tu tập tâm từ. Tâm từ là sự thân thiện, hòa ái mát mẻ, mong cho người khác được an lạc hạnh phúc. Nó là một sự tử tế, nó là một sự thân thiện. Thì ban đầu chúng ta gieo giống cái ngọn lửa từ bi đó. Một cái đơn giản nhất là chúng ta mong cho những người gần chung quanh mình được an lạc. Ở trong số những người chung quanh mình, có người thân và không thân, có lớn hay nhỏ, có người hoặc thú. Và một khi mà mình thấy rằng cái tâm từ của mình nó tương đối tốt rồi, thì mình lại nhân nhúng cái tâm từ đối với những người xa lạ. Tất cả những ai mà mình mới gặp, hay là ít gặp, hay là chưa từng gặp trong cuộc đời, bây giờ gặp được, thì mình đều mong cho những người đó được an lạc. Lâu ngày tới trở là mình gặp người lạ không có cái tâm ơ hờ, không có tâm ghẻ lạnh, mà gặp vẫn có thái độ thân thiện. Và nếu chúng ta cảm thấy tâm từ của chúng ta đã được vững như vậy rồi, thì chúng ta lại nghĩ đến những chúng sanh thù nghịch với mình trong cuộc đời, là những người đã có cái quan trái, những người đã có hận thù, đã có sự đụng chạm, mà mình biết được, hoặc giả là tình cờ nào đó, mà người đó họ gây cái xúc phạm đến cho mình. Những lúc đó mình ngồi xuống, ở một góc yên lặng nào đó, mình tự hỏi với chính mình rằng, mình có nuôi dưỡng cái hiềm hận đối với người đó hay không? Và đó nó cũng là một cái lợi điểm để chúng ta nuôi dưỡng được cái tâm từ rộng lớn. Một khi mà mình đủ cái tâm từ với người thân, với người không thân và với người thù nghịch, thì chúng ta có thể đem tâm từ nghĩ đến những chúng sanh hữu hình hoặc là vô hình, gần hoặc xa, đã sinh hoặc chưa sinh, và từ đó chúng ta phát triển tâm từ đối với muôn loài chúng sanh. Và lúc bây giờ khi mà mình ngồi xuống, trong hơi thở ra, hơi thở vào, và mình sape sata sukhita hotu, nguyện cho muôn loài chúng sanh được an lạc hạnh phúc, thì trong cái câu đó chúng ta gói ghém trọn vẹn cả
một cái tâm thân thiện, tâm hòa ái thực sự với muôn loài, thì lúc đó chúng ta cảm nhận được một cái tâm từ không có bị hạn cuộc, không có bị giới hạn, không có những cái rào cản vì lớn hoặc nhỏ, thô hoặc đế, thân hoặc thù, gần hoặc xa, hữu hình hay vô hình. Và dần dà, nếu chúng ta thường xuyên tu tập như vậy, thì chẳng những đối với tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, mà chúng ta có thể thể hiện nhanh chóng, mà có thể nghĩ đến một cái đối tượng là muôn loài chúng sanh, không riêng với người này, không riêng với người kia. Thật ra thì những cái gọi là hữu hạn hay là vô lượng tâm đó, nó phát xuất từ quan niệm, nó phát xuất từ sự thiếu tu tập của chúng ta. Nếu chúng ta có tu tập thì cái tâm của chúng ta rộng hơn, mình sẽ nghĩ vấn đề nó nhẹ nhàng hơn. Ngay cả với tâm hỷ cũng vậy, thì ban đầu chúng ta với cái hạnh phúc của người thân, sau này thì chúng ta vui với những hạnh phúc người không thân. Thí dụ như mình nghe nói một người rất thân của mình mà làm ăn phát đạt, mình vui. Nhưng mình nghe một người khác họ được trúng số, mình cảm thấy lãnh đạm. Nhưng lúc nào đó thì mình cũng rất hoan hỷ. Rồi ngay cả với người thù của mình họ được thành tựu, thì mình cũng mong cho họ hạnh phúc nhiều hơn, thành công nhiều hơn, phước báo nhiều hơn. Và dần dà cái niềm vui của muôn loài chúng sanh nó dễ dàng là cái niềm hạnh phúc của mình. Và mình thấy một chúng sanh được cười, được vui tươi, mình cũng có thể nghĩ rằng chúng sanh được ăn lạc. Mình mong, mình vui với cái niềm vui đó, lấy cái hạnh phúc của họ là hạnh phúc của mình. Nói chung thì ngoài cái khuynh hướng nó còn có sự tu tập, và ngoài sự tu tập đó, thì nó còn thêm một yếu tố nữa là một cái sự định tâm thuần thục. Sự tu tập là sự tôi luyện, nhưng mà đến mức độ thuần thục rồi đó, thì nó trở thành một trạng thái tự nhiên. À, tự nhiên với tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả. Và dĩ nhiên là trường học của Ngài Anuruddha ở đây đó, Ngài đề cập đến một cái tâm vô lượng của thiền chứng. Tức là vị này ngoài bốn vô lượng tâm, và bốn lượng tâm đã trở thành một cái tâm định do sự tu tập, nên chi vị này có những cái thành tựu rất là lớn. Và chúng ta nhớ ở đây Ngài đề cư sĩ, vị cư sĩ hỏi hai cái Ban Chắc Tăng Giá hỏi vị cư sĩ này hỏi hai cái trường hợp. Một trường hợp tu vô lượng tâm là phát khởi tâm vô lượng bằng cái cảnh khách quan, cảnh vô lượng. Và một vị mà biến mãn từ cái biến xứ Kasina, thắng xứ Kasina, tức là vô lượng, biến mãn vô lượng từ chủ quan, tức là từ cái tâm định. Thì Ngài đã giải thích rõ ràng hai cái trường hợp chủ quan và khách quan như vậy. Thưa quý vị, hôm nay chúng tôi cũng muốn đặc biệt thông báo một điều cũng rất là hoan hỷ. Đó là chúng tôi có thỉnh Đại Đức Tuệ Tri để Đại Đức giúp là cái người điều họp cho các vị MC trong ban điều hành. Thật ra trong 20 năm sinh hoạt thì Rung Phổ Pháp Buddha Tama có một thời gian 4 năm là do Ni Sư Liệu Pháp điều họp các vị MC. Thì bây giờ và bây giờ tới Đại Đức Tuệ Tri là vị xuất gia thứ hai dự vào việc này. Thông thường thì những cái công việc mà làm việc trong ban điều hành là do các vị, nhưng mà thỉnh thoảng chúng tôi nghĩ rằng các vị xuất gia như Ni Sư Liệu Pháp hay là Đại Đức Tuệ Tri góp phần vào được, thì cũng có thể mang một cái không khí mới cho tất cả mọi người. Để nhờ cô Lăng Dạ Nguyệt hay cô Nhật Quỳnh Khoan Hỷ gửi cho Đại Đức Tuệ Tri cái lịch trình hiện nay của phân công của các vị MC. Và Đại Đức Tuệ Tri là một người cũng giỏi về kỹ thuật, Đại Đức có thể giúp cho quý vị. Và chúng tôi cũng mong rằng những vị cư sĩ Phật tử có thể góp phần vào phần hành của BMC cũng sẽ liên lạc với Đại Đức Tuệ Tri để Đại Đức Tuệ Tri có thể phân chia công việc làm thế nào mà chúng ta có được nhiều nhân sự và công việc được phân chia đồng đều hàng tuần.
Chúng tôi làm việc tại nước Thụy Trì một thời gian thì chúng tôi hiểu rằng ngoài cái sự hiểu biết về kỹ thuật, đại đức Thụy Trì cũng là một người rất là vững về Phật học, do đó quý vị sẽ yên tâm rằng có những cái khó khăn về từ vựng hay là hoặc giả là một số công việc thì đại đức Thụy Trì có thể giúp. Chúng tôi mong rằng với sự góp phần của đại đức Thụy Trì trong thời gian tới thì các vị MC sẽ tìm thấy được một cái sự đáp ứng nhanh chóng khi mà quý vị có cái nhu cầu cần học, cần biết, cần theo dõi. Hầu như là xuyên suốt trong thời gian qua, sinh hoạt của mùa sinh hoạt tu học, đặc biệt mùa đại dịch hay là sinh hoạt trong room Phật pháp vào buổi sáng, thì đại đức Thụy Trì là người liên lạc rất là thường với chúng tôi, ngay cả những công việc nhỏ cũng liên lạc. Chúng tôi nghĩ rằng đó là một điều rất là tốt, bởi vì có liên lạc thường xuyên như vậy thì chúng ta mới có thể bắt kịp mọi việc. Và chúng tôi rất là cảm kích những cái đóng góp của đại đức Thụy Trì trong thời gian vừa qua, cũng như mong rằng trong những tháng ngày sắp tới, đại đức Thụy Trì sẽ là vị hỗ trợ trực tiếp cho Thượng Tọa Đại Siêu với chúng tôi và tất cả mọi người trong rung trong cái công việc điều học cho Phật sự của rung Phật Pháp Buddha Dhamma. Và chúng tôi nghĩ rằng đó cũng là một tin vui ở trong cái thời gian này, một thời gian mà đa số chúng ta đều có nhiều bận tâm với những sinh hoạt bất thường của mùa đại dịch. Đến đây thì xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Rung Phật Pháp Buddha Dhamma. Kính thưa chư vị giảng sư đã vào rung để thuyết giảng, đảnh lễ quý ngài. Xin chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bụt Thầy Giảng. Sa thu lành thai. Còn khai mà thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hậu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ốp xứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm tường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Tự Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thà Chá. Nhật Quân ơi, Đế Kinh ơi. Con xin hồi hướng phước lành là khắp cùng pháp giới chúng sanh rồi nhận. Cha thầy tổ ân nhân hiền thiện quá ban tròn phần phước duyên, cầu xin hộ pháp chư thiên phát tâm hoan hỷ bao truyền gần xa, cầu cho mưa thuận gió hòa pháp luân thường thiện nhà nhà an khương, chúng sanh ba cõi sao đường do nhờ thượng phẩm bảo tồn mang căn, nghiệp lành từ cầu ý thân hóa thành phúc quả vì nhân.
sa phang su bang ga lang ga khan tu sa pa di va sa sa pa bu ta lu ta ve na so ti hon tu ni ron da lang ho tu sa phang su bang ga lang ga khan tu sa pa di va ta sa pa tha ma lu ta ve na so ti hon tu ni ron da lang ho tu sa phang su bang ga lang ga khan tu sa pa di va ta sa pa sang ga lu ta ve na so ti hon tu ni ron ta rang thiên công đức đã làm kiến kiến lành giải thoát đệ tử và chúng sanh đồng niệm thành nhân giáo.